Rồi, xin chào bà con, chào các bạn. Đây, sáng nay mình quay trở lại cái vườn ở FE Crong Bách các bạn. Đấy, ở km số 41 đó. Mình thấy sau sau khi mình kéo đọt này. Đầu này ra đọt rất là mạnh ha. Đó, toàn bộ lại các bạn mình xử lý lại hết ha cái vườn này này. Đó thì một cái đọt duy nhất thôi. Thì quay lại làm bông các bạn. Thì về cơ bản thì ok đâu các bạn. Đấy thì đợt trước mình để lại một cái liệu trình phun thuốc là ba ba đợt phun các bạn nha, thì nó ra được thế này ha. Đó, rất đẹp ha, toàn bộ mới hết. Đấy. Nói chung là đến bây giờ thì mình khẳng định rằng mình làm chủ được cái công nghệ phân bón, rồi cái quy trình gọi là phục hồi cây rất là chuẩn chỉnh các bạn. Đấy. Thì hôm nay là chủ nhà chưa thấy ra, mình vô trước các bạn. Đấy. Mình vô thẳng vườn luôn, bạn thấy đẹp không? Đấy. Rất đẹp ha. Thì mình là người đi làm vườn thì mình chỉ cung cấp phân bón lá thôi các bạn nhé, phân bón lá với lại kích rễ thôi, chứ còn phân gốc thì mình hướng dẫn chủ nhà tự mua tại địa phương, chứ mình không có cung cấp phân bón gốc các bạn ha. Đấy. Nhưng mà đây, tại vì là mình đi mình giúp cái chủ vườn này là kích lại rễ các bạn, bởi vì cái nền đất phân nó là rất là nhiều rồi, chứ đợt này không có bỏ phân gốc bạn ha, nó ra rất là đẹp bà con ha. Đấy. Cơ bản rất đẹp bà con ha. Đấy. Đẹp hơn rất là nhiều luôn. Thì xíu nữa chủ nhà ra thì mình sẽ phỏng vấn cái hiệu quả, cái độ hiệu quả của cái cách phục hồi này các bạn. Đấy. Với hai nữa cái vườn này các bạn, mình mục đích hôm nay mình sang mình đánh giá lại tổng thể cái vườn để khi nào nó quyết định làm bông. Đấy. Với hai đứa nữa là mình giải mã cho bằng được cái hệ thống này các bạn. Mình giải mã được cho bằng được cái hệ thống này, tức là mình sẽ có một ngày nào đó mình bố trí mình sang đây sớm để mình đo cái lưu lượng nước của cái hệ thống này, tức là một ba ví dụ như là 1 tiếng thì nó sẽ cung cấp được cái gốc này với cái bát này được bao nhiêu lít các bạn. Đó. Mình sẽ giải mã cái vấn đề đó trước khi làm bông các bạn nhé. Đấy. Chứ nếu mà không giải mã được thì chịu không làm được các bạn nhé. Đấy. Đây. Đây các bạn này. Đấy. Đây các bạn thấy là cái phân là siêu xanh lá mộc đọt của mình ạ. Cái phân gọi là siêu vi lượng các bạn nha, thì mình chia sẻ thế này. Cái phân siêu 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 vi lượng này gọi là xanh lá mộc đọt đấy, thì nó là cái phân bột. Nó là cái dạng phân bột ngày những cái thế hệ đầu tiên đó là mình cung cấp cho bà con mình ở cái gói, ví dụ như là cái gói đóng vào cho túi zip là 35 gram các bạn. Đó. Thì đó là cái phân cái công thức riêng của mình các bạn. Đấy thì mình lấy cái công thức đó mình đi gia công. Đấy. Thì đó là cái thế hệ hệ là bản phiên bản thương mại, là mình thương mại hóa cái vấn đề đó, là mình nhưng mà mình không bán công thức đó các bạn nhé. Cái công thức đó riêng của mình nhá, là mình đi mình gia công thôi, mình đi mình gia công các bạn. Đó. Đó, đây này các bạn. Đây là mua sạc kinh ha. Nói chung là nó đều rất là đều như nhau các bạn. Đó, nó rất đều như nhau luôn. Đó, nó đều tóm tắt như nhau. Đấy, đấy thì cái vừa rồi các bạn mình up lên cái clip đó thì đến bây giờ mình quay lại thì nó khác, rất là khác luôn các bạn, từ từ cái màu lá, đây, từ cái màu lá. Đấy. Đấy, từ cái màu lá cho đến lại là cái đọt. Đó, cái đọt nó đi rất là mạnh luôn các bạn. Thì các bạn thấy những clip gần đây của mình ấy, mình úp lên đó thì đa phần đó là cái màu lá các bạn. Cái màu lá này năm nay là nói chung là đầy cái này các bạn. Cái màu lá này sau khi phun cái xanh lá mộc đọt của mình ấy, thì nó đạt được cái độ xanh và cái độ dày rất là tốt các bạn. Đấy, rất là tốt. Đấy các bạn. Một cây duy nhất các bạn ha, gần như nó phóng hết cả vườn luôn. Đấy. Đi hết cả vườn các bạn. Đấy. Đấy. Rất là ok các bạn ha. Đẹp, nói chung là hoàn hảo các bạn nhé. Cực kỳ hoàn hảo luôn. Đấy. Ok các bạn. Đó. Thế này thì chắc chắn là chủ nhà sẽ mê tít được các bạn. Đấy. Thì mình cũng bật mí cho các bạn nghe là cái vườn này là của nhỏ tuổi hơn mình, chủ nhà nhỏ tuổi hơn mình, nhưng mà công tác ở trong lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam các bạn. Đấy. Năm vừa rồi là thất bại. Năm vừa rồi không 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 có trái. Đấy. Thì kết nối lại được với mình thì mình tranh thủ mình làm các bạn. Đây, đây. Đây bạn, đẹp ha. Khá ok các bạn. Vẫn chưa thấy xuống các bạn ha. Đấy. Cái vườn này thì tổng cộng là gần 200 cây. To và nhỏ gần 200 cây các bạn. Đấy. Khá ổn các bạn ha. Đấy thì nhưng mà cái vườn này thì nó vẫn chưa triệt để được cái này các bạn, vẫn chưa triệt để con chút xíu. Đấy. Vẫn chưa triệt để các bạn, thì cái vườn này mình chưa cung cấp cái
cái thuốc trừ sâu. À, mình chỉ cho là phân bón thôi. À, thì đợt tới này mình sẽ cung cấp cho cái thuốc trừ sâu cho cái vườn này để cho làm cho triệt để các bạn nha. Đấy. Thì có cái vườn này thì có một cái thuận lợi là gần gần ngay vựa luôn bạn, gần gần vựa 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 thu mua luôn ấy. Thì cái vườn này rất là thuận lợi các bạn nhé. Đó, nếu mà đạt sản lượng cao thì cái vườn này mình đánh giá là rất là ok luôn, bán lúc nào được giá các bạn đấy. Đẹp không các bạn? Đấy, đẹp ha, khá đẹp đấy. Hôm bữa sang thì không đẹp như thế này đâu, chắc chắn luôn các bạn nha. Sau 3 lần phun của mình thì nó là ok các bạn ha. Đấy. Đây các bạn, đấy. Ủa, đẹp quá mà mướt mát đấy, tuyệt vời các bạn đấy. Đấy, các bạn. Đấy, đây các bạn, cái dàn lá đẹp quá, quá quá đẹp luôn. Đấy, cái phần này cứ hàng tuần cứ 10 ngày là cứ xịt cái phần xanh lá mọc đọt của mình cộng với canxi bò các bạn ha, đẹp miên man luôn các bạn, đẹp cái dàn lá quá đẹp luôn ha. Đấy. Đây các bạn, quá đẹp luôn. Thực vật sao nhưng mà không chết, anh đi vừa kiểm tra đâu. Nhưng mà em thấy là cái cây đọt đợt này á, là so với những đợt trước em kéo thì nó thế nào, nó khác biệt không? Mập và nó dài hơn. Mập nó dài hơn và nó đẹp hơn, cái màu lá nó đẹp hơn, đúng không? Cái màu lá già đẹp hơn. Lá già nó cũng xanh dày hơn, đúng chưa? Ngon. Tại vì em xem rồi, thấy cái hàm lượng ma dê với lại kẽm nó nhiều, là cái dàn lá nó bóng hơn, nó đẹp hơn, vâng. Đúng chưa? Em chỉ cần em bảo vệ cho anh cái cơ đọt này nữa thì cái năm tới là của em thì nó ok lắm rồi. Thế em đang cố gắng làm sao là nào. Không cần phải cố nữa, mà bây giờ là chỉ có duy trì vậy thôi. Anh mọi thứ anh sẽ cung cấp hết cho em. Thì ý em kêu là cố là giữ cho nó cái dàn lá nó sạch đi. Đúng rồi. Đó thì bước đầu như thế này là ổn áp đúng không? Ok rồi đúng không? Mới có 3 lần phun mới đúng không? Vâng, em xịt đây đúng 3 lần đấy. 3 lần đúng rồi. Theo đúng cái lộ trình. Đúng rồi. Em nghe đây. Em nghe đây. À, thế bây giờ tuần tới nữa anh sang, trước khi đi hái cà anh sang, anh với em phải giải mã cho bằng được cái thằng hệ thống tưới bét này là bao nhiêu lít, phải giả mãi mã bằng được thì mới làm được, chứ còn nếu mà em cũng sẽ thay toàn bộ cái dàn bếp này. Dạ. Cái bếp cũ là đợt trước em mua ấy. Anh sẽ đưa tí nữa anh gửi cái địa chỉ mua béc ở cái thằng cu ở dưới Đắk Nông á, em điện cho nó em à. Có nhu cầu béc nào nó rẻ lắm, cứ nói là anh Thuận ở trên kênh YouTube đấy. Dạ. Là nó sẽ giảm giá cho em. Vâng. Nó giá nó chỉ có ví dụ cái béc T700 thì nó chỉ tầm 6.000, hơn 6.000 tí thôi. Dạ. Ừ. Em kêu cái béc nào mà nó tưới đấy, chứ cái thằng này. Đây, anh kia này. Thì cứ chuyển qua cho anh đi xong có gì thì mình nhận thứ hai lên đến sau đâu gì mà cái gì đâu gấp nhé. À rồi anh rồi. Rồi thế đó thôi, thế bây giờ anh qua anh đánh giá lại này, thấy cái vườn thế này là ok lắm rồi, nói chung là đẹp lắm rồi nhé. Thì bây giờ cứ duy trì cái, anh sẽ cho em thêm một cái cữ này á, là anh nói luôn là xịt cái thằng rầy đẹp, bởi vì anh đã nghiên cứu của em rồi, ở những vườn xung quanh này rất là nhiều. Không, để anh nói nghe này, bây giờ anh đã nghiên cứu của em á, là không phải lo là hôm bữa là anh không có nói được, bởi vì anh chưa tìm ra được nguồn. Dạ. Đó là xong rồi anh về anh thiết kế cho em là cái vườn này đợt đầu tiên là sẽ làm đúng cái luồng dịch toàn bộ luôn. Dạ. Chết sạch luôn. Vâng. Là không còn gì hết, nhưng sau khi mà dịch xong thì em những cái sau em ngừa thôi. Vâng. Em ngừa thì nó rẻ tiền hơn một nửa. Vâng. Đó, chứ bây giờ diệt là diệt triệt để luôn. Bởi vâng. Vì cái cây đẹp của em bây giờ nó quá đẹp rồi. Vâng. Bây giờ mình không có diệt đi hết thì nó uổng lắm. Vâng. Bây giờ em nghĩ coi, kéo cả một cái đọt cũng đâu phải là ít tiền đâu. Đó. Vâng. Lanh quanh xịt rồi công vâng. Rồi cá rồi thuốc rồi tùm lum hết. Đó. Nhưng mà thấy đẹp quá, đợt từ cái hôm bữa là qua giờ cái vườn khác hẳn. Đấy, đó. Ừ. Thì anh với em đợt nào đó em sẽ chuẩn bị bố trí lại sáng sớm. Là em chuẩn bị cho anh là ba cái thùng sơn để từ trên kia dưới góc ở giữa, là ví dụ anh bật béc lên là anh sẽ nó đầy là căn căn phút là sẽ tính ra được cái lưu lượng nước của cái béc này. Đó là mình phải làm cho bằng được.
Cái này đơn giản thôi, cứ đo ở dưới cuối vườn, giữa vườn và đầu vườn thì mình sẽ tính được cái trước khi bật đó, là mình sẽ bật lên là thời gian bao nhiêu là đẩy cái xô 20 lít đó, thì mình sẽ tính ra được cái lưu lượng nước của cái vườn cái bét này. Chứ thì mới quản lý được em ạ. Đấy. Đẹp nhỉ? Quá, quá đẹp luôn. Mình giữ được không, chắc chắn là giữ được, là em yên tâm, chuối. Em yên tâm. Nhưng mà sạch bệnh thì nó sẽ đủ rồi, lượng là không không còn một lá này, nó còn cơi nữa em ạ. Nó còn cơi kéo thu bông nữa nhá. Đây này, nó không chết này. Đấy, xem rồi đấy. Nó không chết đấy, đủ yêu này, nó không chết. Thuốc này, thuốc anh hiểu, nó không chết nha. Em xịt vừa, vừa sâu dày này, vừa các loại mà nhận. Có loại bổ xịt muỗi cái thứ là ấy đấy, nhưng mà nó cũng đỡ bổ xịt muỗi rồi, nhưng mà cái con dày này, dày xanh như dày nâu nó vẫn vẫn còn. Vẫn còn đúng không? Con nào trúng thuốc thì chết, còn còn không là vẫn còn lác đác. Nó không chết. Dạ. Bây giờ là cái này là cái đọt của em nó ra rồi. Anh cho không 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 cho kéo nữa. Bây giờ là anh sẽ chuyển sang giai đoạn là tích lũy năng lượng cho nó. Nhá. Với lại bổ sung canxi bo cho nó. Bổ sung. Vậy thôi. Cái rồi cái này chắc khoảng cỡ tầm 20 đến 25 ngày nữa là tiến hành rải lân, lân xong tưới xong là xiết nước nhá. Đó. Bởi vì cái cơ đọt này cũng chỉ tầm 20 ngày nữa là bắt đầu là toàn bộ cái lá này nó già này, khi đó mình bỏ lân là được nhá. 20 ngày nữa anh sẽ quay lại. Đó. Cho nó sạch hết cái. Ồ, yên tâm, anh sẽ mang. Nó hơi khó là anh, chỗ này anh ạ. Anh mang đầy đủ cho em mà. À, anh ạ. Hả? Cái ông thần bên đây này. Ừ. Ông cứ trồng cà, ông trồng cái làng nhằng ấy. Ừ. À, nó không hết. Đúng rồi. Toàn bộ cái con dày xanh dưới nấu ở cái lớp mặt dưới của cái cà ấy. Ừ. Là ông xịt cái cục của ông xịt cái cây nhưng xong rồi mình cứ xịt xài trong nó lại sang này. Đúng rồi. Đấy, nó hơi khó ấy. À, ông ấy nhưng mà ông làm màu cà lung tung xèng cái kia này. Rồi, em thấy toàn bộ là cái con của em bây giờ nó bật hết lại kìa. Nó bật hết lên rồi đó. Đấy. Ừ. Nó bật hết lên rồi. Không, anh nói với em không phải riêng cái vườn của em đâu. Anh đi từ hôm tuần vừa rồi anh đi tất cả các loại vườn, cái vườn. Được. Anh tổng kết lại là đều như nhau hết. Nó đều đạt cái trạng thái là ok hết. Được. Ừ. Cái con bây giờ nó bật này, đợt trước nó đâu bật đâu. Bây giờ em thấy này, nó bật một phát lên cây đọt. Bộ trời đọt. Em là thấy cái cây nhỏ là nó khác hẳn luôn. Đúng đúng chưa? Được. Ừ. À, con bé em à, bé út à, bé lớn như em bé đấy, lớn em à, hai bố con, hai bố con đi ăn sáng à, hai bố con đang đi mua rau ấy nhỉ, mua mấy cây rau ở chợ lạnh lạnh này, mua em, mấy cây. Em chuyển công tác về được EK chưa? Em đang đợi quyết định đi anh. Đang quyết định hả? Dạ. Tháng này về không? Chắc phải qua tháng. Qua tháng hả? Ừ, về EK cho nó gần chứ đi lên phố xa quá nhỉ. Đúng rồi. Ừ. Em có cái vườn này đẹp quá mà, năm năm tới mà làm cho ngon lạnh là ok luôn. Thôi, đúng rồi. Túc tác. Túc tác rồi. Bắt đầu ra đọt. Không, cái này làm bông trái được hết rồi em. Ok hết mà. Yeah. Em chỉ cần làm đúng quy trình này đúng một năm thôi, sang năm cái vườn của em là đẹp mê lắm rồi. Yeah. Ừ. Cái dàn dưới mấy cái mua sân kinh thôi, nhớ chồng mua sân kinh thôi kệ luôn. Thôi mua sân kinh cái để đó thôi nhá. Anh vừa rồi anh bên qua bên chư xe Gia Lai anh nhận lên tới cả tầm 200 hơn 200 cây mua sân kinh mà. À, yeah. Anh làm bên đó mà. Chứ bây giờ cây sâm kinh lớn rồi bây giờ ghép lại đâu được đâu. Đúng rồi, thôi. Bây giờ thà nhỏ như kia kìa ghép lại được chứ lớn quá rồi sao ghép em. Em kêu thôi, ừ. Cứ để luôn. Ừ. Mình trồng nó thôi. Cái dàn trên này mình chăm thế này. Cái dàn trên này được rồi. Vậy là ok rồi. Tổng cộng đây là 200 cây đúng không? Cả rẫy thứ là gần 200 cây. 200 đúng không? Còn cái cây mà cỡ như này thì cũng đang có khả năng cho trái năm tới thì khoảng 100 cây. 100 đúng không? Ừ. Cái thuận lợi của em ở đây là gần bựa này. Rất là ngon này. Kiểu gì bán nó giá cũng cao hết. Được rồi, ok. Đánh giá vậy là ngon rồi. Bây giờ anh em mình đi ra ngoài quán cà phê làm đi cốc cà phê rồi anh em mình trao đổi quy trình làm tiếp theo thôi. Nhưng mà đơn giản thôi, bây giờ cái của em đẹp rồi, phân thuốc chẳng bao nhiêu nữa đâu. Có tầm đợt hai đợt nữa là ok thôi. Bữa nay hai đợt ba đợt. Anh một lần phun ở đây chắc 1.000 lít chứ mấy đúng không? Em phun 8 này anh. Ừ. Không đến đâu. Em phun 500 lít à. 500 lít đi vậy làm sao hết 500 lít sao đủ? Phun lít. Phủ hết mà, phủ cả bên trong đồ phun hết mà. À, nếu như phun toàn bộ cả trong và mặt trong và ngoài thì chắc cũng nếu như thế phải cũng mạnh dạn phun khoảng 1.000 lít cho nó tắm luôn. Ừ, thì phun cho nó đều luôn chứ. Đấy, một lần để diệt cho nó sạch luôn. 1.000 lít đúng rồi, thì nó chả bao nhiêu đâu.
Để con chỉ có cứ đầu tiên này này, chuyển sang cho lại chăm sóc nó chỉ nặng cái thằng trúc sâu thôi. Dạ. Ừ, nó chỉ nặng cái thằng chích hút với thằng nhện đỏ thì đợt này chưa cần phun đâu. Đợt sau ăn phun. Này em quên mất đang hỏi cái này. Hôm vừa rồi anh chỉ em cái thằng đấy này. Cái xịt rong rêu ấy. Ừ. Đấy nhưng mà em chưa xịt tại vì không đợi cái lá này già luôn này. Thì đấy em cho nó mở hết luôn này, rồi bắt đầu phủ một lần thôi. Đấy. Ừ. Thì em vôi vậy. Em pha hai đấy hết rồi nhưng mà em hôm bữa đợt trước anh mua hộ em cái thằng đồng nó xuất phát đấy. Em vẫn để gọn kia. Ừ, thế đó em cứ thế làm một thuốc vậy thôi, em phủ hết cho anh. Nhưng mà đợi thằng lá này thằng lá cho nó già luôn đi rồi phủ. Đấy. Em đang ngại kiểu lá vì nó đang còn mở non này mà mình xịt là nó không bình thường, nhưng mà em sẽ đợi cho nó em để cho nó già luôn đi ha. Vâng. Cho em phủ xịt phủ rồi, đẹp quá. Quá đẹp luôn, toàn bộ cái dàn lá đẹp ạ. Được, ok ha. Vấn đề nó là như thế thôi, còn lại thì rêu thì cũng không nhiều đâu nhưng mà nó muốn xịt một lần cho nó sạch. Không, ý là cứ vẫn phải làm để cái bảo vệ cái cây đọt này. Vâng. Đây này, có hiện tượng chích hút này. Đấy. Hút nặng luôn này. Này, em thấy không? Thấy chưa? Vâng. Này, em nếu mà em không xịt là không là cái này là hư hết này, này. Nó hiện tượng hút rồi này. Lá nó bị cong. Mà em là cực kỳ kỹ đó, anh biết mà. Kỹ nhưng mà nó vẫn không hết được. Cái này nói chung là thuốc nó không có đảm bảo được cái hàm lượng á. À, bên này vậy này, ông xịt rất nhiều nhưng mà thực ra nó trồng nhiều cái cây vớ vẩn quá. Đúng nào rồi. Ơi lên trên đấy về con. Thực ra là nó khó hết được cái độ yêu này, nó cứ chạy qua chạy lại này. Rồi. Xuống em thấy cây này xuống. Đẹp không? Quá đẹp luôn. Là mà em cứ có tầm 5 nữa thôi là em đẹp. Nhưng em làm sao á, khi mà thu được trái xong á là cái cây nó không có tụt, là mức độ mình phục hồi lại á là ít. Là đó nó mới hơn thua ở nhau ở cách làm á. Vâng. Chứ còn thu xong bắt đầu nó quẹ cái cây rồi á, lại vác tiền đi phục hồi nó mệt lắm. À, cái cây nó không còn được nó cây có sự phát triển của cây nữa. Đúng rồi. Đó thì em làm sao mà khi mà hái xong ấy là cái cây nó chỉ xuống tầm 10 đến 15% thôi. Vâng. Khi mình đó thì nó kéo lại là nhanh một cây thôi. Đó. Cái này mà nó lá nó khi nó mở hết mà thì cái cây này nó lại rậm mịt. Đúng rồi. Cái này mấy bữa nữa là đi dọn lại cành bơi chút xíu nữa là xong thôi. Vậy. Ừ. Vậy thôi. Mà nhìn cái dàn cây này không? Nhìn cái dàn lá nó. Như năm ngoái anh hỏi thật em là lúc khi em làm bông cái lá nó lực như thế nào? Không, cái lá của em năm ngoái mấy cây này nó cũng rất đẹp, nó như kia kìa. Ừ. Nhưng mà đến khi cũng như kiểu là em làm ấy, khi mà em đẩy cái 30-10 nhiều ấy. Ừ. Khi làm bông thì bắt đầu ấy. Nào bắt đầu nó lại đọt cái vùng nó bắn. Ừ. Nó không phải ý là em dùng cái thằng 30 nhiều á là đọt nhiều nhưng mà nó mỏng lá. Thì đúng rồi. Đúng không? Mỏng lá. Nó mỏng lá, nó không có dày lá. Thì đấy đúng rồi, chính xác. Đó thì nó cái này á em cơ bản nó lúc anh Sang á là anh đánh giá nhìn nhận cái vườn của em á là cái nền hữu cơ nó rất là nhiều. Yeah. Nó cơ bản là cái bộ rễ của nó chưa được như mong muốn thì, yeah. thì cái độ hấp thụ của nó chưa có, em không? Yeah. Đấy thì anh giúp em kích rễ một lần đó thì cơ bản nó giải phóng bớt cái dinh dưỡng đi. Yeah. Thì sắp tới là anh sẽ đi mua cái máy phân tích đất cho em luôn, nó bảy cái chỉ tiêu á. Rồi anh sẽ đưa ra cho em từng cái chỉ số một ở trong vườn của em hàm lượng như thế nào, anh sẽ tư vấn cho em là lên. Yeah. bỏ những loại phân gì á để cho nó ứng từng giai đoạn này. Ví dụ như là giai đoạn này là cần nitơ thì nó phóng đọt đó. Yeah. Đến giai đoạn mà lân thì chỉ số bao nhiêu, bởi vì anh phải làm cái vấn đề đó, bởi vì sẽ biết không đã đi làm vườn đấy. Yeah. Thì mày phải nắm được tất cả các thông số, em hiểu không? Yeah. Đó cái máy đó thì anh liên hệ rồi, thực ra giờ anh bận quá với hai chưa đủ tiền để lấy cái máy đó, mấy chục triệu lận. Mấy chục lận. Ừ. Hôm trước em xem trên mạng giá cao quá, mình kiểu cái đó anh đi làm thì nó cần. Còn tụi em mua làm gì vậy? Mình cứ dùng có lâu lâu mình dùng có một lần mà dùng mấy chục triệu thì lãng phí quá. Chờ nghiêm răng xuống. À dạ. Ừ. Đây thấy em thấy quá đẹp mà, cây đẹp quá mà. Đây. Bây giờ mà nó lấy con nào lại phải tiểu bớt này. Không, để bữa nào anh sang rồi cùng dọn luôn, chọn một lần nữa thôi. Dày quá. Rõ ràng là hôm trước đã tỉa thoáng lắm rồi mà nhìn cái dàn lá nó thì nó phải dày, nó đen hết rồi. Nó phải làm như thế này trái nó mới ngon được em. Dạ. Chứ còn không có dàn lá này làm không nổi đâu. Anh nói thiệt. Thì em cầu cái dàn lá mà nó lực thì mai mốt là như hôm anh nói đúng không? Đẩy hết dinh dưỡng lên dàn lá đi, chứ còn để gốc mà nó nhiều quá thì mai mốt làm trái nó lại đọt, nó lại đi nó sung, nó sẽ đi đọt. Thế cơ bản người đi làm vườn nó phải nhận định được cái từng vườn một, em không? Dạ.
chứ nếu mà không nhận được, không nhận được cái vườn đó mà không giải giải phóng bớt cái dinh dưỡng đi thì rất là khó làm sau này. Ví dụ như bây giờ này em không có đi đò, cho nó đi đọt được, đúng chưa? Em ép nó, em làm bông đến khi mà thời tiết nếu mà làm sớm quá nó lạnh nó lại không ra đọt được, đến khi mà nó sổ nhị phát nó bắt đầu nó mới đi đọt thì mới khổ ấy, giai đoạn nó mới khổ em ạ. Thế bây giờ mình cho nó gọi là lực hết có thể luôn. Đấy, đến khi mà ví dụ như là nó có đi đọt mình xử lý nó, em thấy này, cây này nó rất là tốt này, nó đi đọt thì không được nhiều đâu. Đúng rồi, chính xác. Em đúng không? Nó đi đọt gọi là đầu đọt thôi thì mình xử lý rất là dễ. Đó. Thậm chí là mình tẩy đọt đi cũng được. Đấy, nhưng tẩy đọt đi nó còn cái dàn lá kia mà. Em làm đi.